tháng 9, đồn biên phòng Quỳnh Thuận, Bộ đội biên phòng Nghệ An đã đến thăm hỏi, động viên các thuyền viên bị nạn trên tàu cá NA94439TS khi các thuyền viên cập cảng Lạch Quèn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Trước đó, tàu cá NA99977TS cùng 12 thuyền viên khai thác để lưới vây trên vùng biển Nghệ An thì tàu bị bốc cháy. Mặc dù các thuyền viên đã cố gắng dập lửa nhưng không được nên các thuyền viên đã nhảy xuống biển để đảm bảo an toàn. Sau đó, số thuyền viên này được tàu cá NA99167TS đang khai thác gần đó cứu sống. Vụ cháy đã làm 2 thuyền viên bị thương nhẹ. Tàu cá NA99977TS bị cháy hoàn toàn và chìm xuống biển. Ước tính thiệt hại khoảng hơn 3,5 tỷ đồng. Đối tượng Chu Bá Trung, còn gọi là Long, sinh năm 1984, quốc tịch Canada ở Campuchia và thường qua lại Việt Nam để tổ chức và điều hành đường dây ma túy khủng. Ngày 12 tháng 9, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị truy tố Trung cùng Trương Ngọc Mai, sinh năm 1997, Trần Kim Loan, 52 tuổi, Đỗ Thị Minh Tâm, sinh năm 1985, Mai Thị Ngân, sinh năm 1994, về tội mua bán trái phép chất ma túy. Nguyễn Vũ Khải Hoàng, sinh năm 1995, bị truy tố về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Từ năm 2019, Trung nhận nhiệm vụ cất giữ và giao ma túy từ một người tên Trai, không rõ lai lịch, với mức tiền công 100 đến 200 đô la Mỹ một tuần. Trung sau đó thuê Trương Ngọc Mai vận chuyển ma túy, trả cho Mai 10 triệu đồng một tuần. Mỗi 1 đến 2 tháng, Trung và Mai nhận từ 5 đến 30 kg ma túy từ Trai, sau đó giao cho người mua. Ngày 16 tháng 9 năm 2022, khi đang vận chuyển 12 gói ma túy methamphetamine với khối lượng 11,9 kg tại quận 5 thành phố Hồ Chí Minh, đối tượng Mai bị công an bắt quả tang. Mai khai nhận đang giao hàng theo lệnh của Chu Bá Trung. Cơ quan điều tra xác định các bị can chịu trách nhiệm hình sự đối với 57,4 kg methamphetamine, 11,7 kg MDMA, 11,5 kg heroin và 21,2 kg ketamine đã bị thu giữ. Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa lập hồ sơ xử lý trường hợp đăng tải sai sự thật về thiệt hại sau cơn bão số 3 trên mạng xã hội Facebook. Qua công tác kiểm soát không gian mạng, vào hồi 10 giờ sáng ngày 10 tháng 9, Công an thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh phát hiện tài khoản Facebook Song An Hải Sản của một công dân trú tại thôn 3 Liên Hòa, Quảng Yên có đăng tải nội dung nói về việc Cẩm Phả vớt 16 xác người buộc dây vào nhau. Bài đăng đã có 114 lượt like, 124 lượt chia sẻ. Qua xác minh, Công an thành phố Cẩm Phả xác định nội dung thông tin trên là sai sự thật và đã triệu tập người này đến làm việc. Tại cơ quan công an, đối tượng thừa nhận bản thân đã không kiểm chứng chính xác nguồn thông tin mà đã đăng tải công khai các nội dung không đúng sự thật về tình hình thiệt hại do bão số 3, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân. Công an thành phố Cẩm Phả đang lập hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.